Các bạn, bài thuốc đầu tiên về cách tạo style trong show producer thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo frame cho khung ảnh. Ở đây mình sẽ tạo các frame từ đơn giản đến phức tạp cho các bạn tham khảo không. Bây giờ mình sẽ ép một layer vào, ép một layer ảnh vào. Rồi sau khi qua cái trang slice option như thế này thì các bạn chọn thẻ slice setting. Các bạn chọn stretch frame để trải khung ảnh này ra. Bằng các bạn vào thẻ effect để chọn zoom nó lại. Bằng zoom out lại là mình bằng zoom nó lại thì zoom khoảng 70 để mình trình chiếu ảnh được rồi. Mình sẽ tạm thời save project lại để có tránh trường hợp tự thoát của Photoshop nha. Bản của mình đang xài nó có vấn đề. Mình tiếp tục nha các bạn. Thì cái frame đơn giản mình nhắc tới thì các bạn qua thẻ adjustment. Các bạn qua thẻ adjustment sau đó các bạn chọn vào outline. Mình tích vào outline như thế này. Rồi có thể bạn chọn trong này có thể set các cái color mà bạn yêu thích, màu đỏ, xanh, màu tím gì có thể yêu thích các bạn hơn. Rồi các bạn chọn size để mình chọn bề dày của cái outline này, mình chọn tối đa là 5 ha. Nó tối đa rồi thì qua ra ngoài bằng thẻ preview mình thử thì mình thấy được cái khung ảnh của mình ha. Rồi, đó là cái đơn giản nhất mà có thể mọi người dễ dàng làm được ha. Rồi, cái thứ hai mình cần nói đến là bạn bỏ cái outline này nha. Bạn vào vignette này, bạn click vào thẻ vignette. Thì ở trong này có 3 lựa chọn. Mình sẽ giải thích từng lựa chọn. Thứ nhất là Transparent. Transparent tức là tính năng tạo trong suốt cho cái phần ảnh phía ngoài cùng đi từ ngoài vào trong. Còn Solid Color thì nó tạo một cái vùng ảnh một cái màu cố định thôi. Còn Gradient thì có các lựa chọn về nói chung là Gradient là tạo các cái khối màu mà nó tạo sẵn, có lựa chọn sẵn trong này. Bây giờ đầu tiên là cái đơn giản nhất là mình chọn Solid Color để mình hướng dẫn cho các bạn. Solid Color thì Solid Color đã để tạo frame thì các bạn chọn khoảng 10 là đủ rồi ha, là mặc định nó đi. Hoặc có thể bạn muốn cái khung của mình nó lớn hơn thì các bạn chọn số lớn hơn thôi. Rồi, đó là cái phần đó. Còn Border Size, Solid Border đó nghĩa là bạn chọn vào Solid Border để tạo một cái khối màu mà nó có độ đồng đều giữa phía trong và phía ngoài. Còn corner size thì bạn chọn fill corner để nó điền đầy vào các góc fill corner. Bạn nhấn ok ha. Rồi. Chắc có lẽ là cái viền màu đen nó trùng với cái nền màu đen các bạn không thấy, mình sẽ thêm một cái background vào để cho các bạn nhìn thấy ha. Background vào ha. Mình tìm cái background nào nó có độ tương phản tốt. Phải làm từ từ chứ không mà nó lại tự thoát nữa các bạn ạ. Nó không muốn cái thao tác này các bạn không cần nhớ đâu, cái mình sẽ hướng dẫn trong những bài sau ha. Mình chỉ tạo cái nền để cho mình nhìn thấy cái frame của mình thôi. Các bạn có thể là sau này các bạn có thể theo dõi các bài hướng dẫn sau ha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy được cái frame của mình như thế. Đó, đúng không? Nó màu đen. Rồi, có thể các bạn vào được vào lại thẻ adjustment vào vignette lại các bạn đổi màu nó thôi. Bạn vào set color nó hoặc đổi màu không bạn tùy thích màu gì các bạn đổi thôi. Đây có nhiều lựa chọn không? Thường thì màu trắng và màu đen là hai cái màu mà người ta ưa dùng nhất ha. Rồi, một kết hợp nữa là vừa dùng vignette và dùng outline. Thì các bạn nếu dùng vignette mà màu đen thì các bạn dùng outline màu
màu trắng để tương phản lại thì nó sẽ tạo nếu trong trường hợp này thì bạn chọn outline size của nó khoảng 2 hoặc 3 thôi, không có cần nhiều. Hôm nay mình từ ha. Rồi, các bạn có thể tạo được một cái viền kết hợp như thế này cũng là khá là nhìn ưa nhìn đúng không các bạn? Rồi. Tiếp theo mình bỏ một outline này để mình vào các cái phần còn lại. Bây giờ mình sẽ chọn lựa chọn gradient cho nó, gradient này. Trong gradient này thì nó có các cái khối gradient có sẵn thì các bạn có thể chọn ở đây có thể chọn mask để tạo một trong những khối màu này. Ha. Và thường là muốn muốn nó hình rằng như vằn vằn như thế này thì các bạn chọn vào cái thẻ này. Bạn chọn cái khối này và bạn chọn ok. Bạn có thể chọn được độ lớn của nó khoảng 15. Rồi. Theo mình thì không nên chọn hai cái tùy chọn Solid Border với Fill Corner này là trong trường hợp này. Miễn cưỡng thì mình chọn Solid Border được, nhưng mà còn cái Fill Corner thì tuyệt đối không nên dùng, vì trong trường hợp này Fill Corner nó sẽ làm có một khối màu trắng ở phía phía ngoài này thì rất là không có hợp lý. Thì bạn nhấn ok, bạn ra ngoài này là bạn cũng có được một cái khung kiểu như này đúng không, cũng là khá là thú vị. Bạn thử bỏ Solid Color đi, nó sẽ trong suốt dần vào trong đó. Qua cái window preview thì bạn có thể được ha. Rồi các bạn tiếp tục vào VNet này cũng gradient thì các bạn có thể lựa chọn khác như mình đã nói. Thì các bạn ngoài mask rồi các bạn chọn có thể metal hay là bạn chọn các cái semi transparent hay là gì đó ha. Các bạn chọn metal. Các bạn chọn cái kiểu như thế này thì bạn cũng có cái viền kiểu như màu vàng óng ánh như thế này ha. Rồi. Đó. Đó thì các bạn có thể phát kiến thêm tìm thêm những cái mới nào trong đó thú vị tạo riêng cho mình ha. Mình thấy cũng có khá nhiều người đã sử dụng cái này rồi. Rồi. Một thứ ba là bằng chữ transparent. Transparent thì nó cũng khá là chỉ có lựa chọn là bạn làm cho cái khung ảnh này nó trong suốt từ ngoài vào trong thôi. Thì cái độ trong suốt, cái bề rộng cái vùng trong suốt của nó thì bạn chọn khoảng từ 40 đến 5 30 đến 40 là vừa phải rồi, không có nhiều lắm ha, hoặc là 25 thôi để các bạn. Rồi mà đặc biệt là nếu như bạn dùng cái chức năng transparent này thì bạn nên thêm outline vào nó mới tạo được cái độ tương phản mà mình nhìn ra khung như thế này. Các bạn có thể tạo ra được một cái khung cái frame kiểu như vậy. Rồi đó là những cái chức năng tạo frame có sẵn trong Show Reducer mình có thể là làm trực tiếp được. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các kiểu frame mà mình phải chưa trên các gradient hoặc các layer thêm vào mình mới làm được. Bây giờ mình bỏ các lựa chọn này đi. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn cái loại thứ nhất là mình sẽ dùng Colorize. Colorize như thế nào thì các bạn theo dõi ha. Đầu tiên mình sẽ click chuột phải vào layer ảnh của mình, bạn chọn duplicate layer. Rồi thì ở đây nó có hai cái layer giống nhau, duplicate layer là tạo bản sao thôi các bạn. À, nó có hai layer giống nhau về cả kích thước và giống nhau về cả các cái chuyển động, nếu các bạn đã có các chuyển động thì nó đều giống nhau cả. Thì ở đây cái layer ở trên ấy, thì nó sẽ hiện ra phía trước, còn layer ở phía sau thì phía dưới thì nó là khuất phía sau. Do đó bạn cái layer ở phía trên thì bạn dùng làm ảnh chính, còn layer ở phía dưới thì bạn dùng làm frame của mình, làm khung ảnh. Rồi do đó khung thì nó phải lớn hơn cái ảnh đúng không các bạn? Do đó bạn phải chọn cái ảnh, bạn phải zoom cái ảnh này nó nhỏ lại. Thì bạn muốn bạn zoom đó, ví dụ như mình zoom, mà trong trường hợp này bạn nên bỏ cái khóa này đi, bỏ khóa zoom, bỏ khóa tỷ lệ xy bằng nhau này đi. Thì bạn có thể zoom tỷ lệ theo phương x riêng và phương y riêng. Để vậy vì sao thì mình sẽ giải thích như sau ha. Ta đây số 4, ở đây là 60. Rồi. Này cũng vậy 60, chuyện số 4.
Rồi hai đầu bạn chỉnh hai cây frame nó là bạn chỉnh hết nha. Rồi như thế này, tại vì sao mình phải chỉnh khác là số 4 và số 10 theo phương x và phương y, thì như các bạn biết là khung trình chiếu, cái màn hình trình chiếu của video bây giờ như các bạn biết thì cái màn hình trình chiếu của video bây giờ và cái cũng giống như cái màn hình preview của màn hình của Pro Show nó hoạt động trên tỷ lệ là 16 tỷ lệ chính theo chiều dài và chiều rộng của màn ảnh. Thì giả sử như mình chọn cái ảnh kích thước cái ảnh chính này nó bằng nhau theo XY, tức là khi đó một đơn vị của chiều dài á thì nó sẽ bằng 16 phần 9 đơn vị chiều rộng. Do đó sẽ nó sẽ tạo ra cái kích thước chênh lệch giữa ảnh chính và ảnh frame nó không đều nhau ở chiều rộng và chiều dài. Do đó các bạn phải chỉnh các cái thông số khác nhau ở hai này thì nó mới tạo ra cái viền frame bằng nhau của chiều rộng và chiều dài được, nó phải bằng nhau. Còn nếu các bạn muốn không thích làm bằng nhau, các bạn có thích làm lệch thì cho các bạn cứ để khóa này, để nguyên lại cái khóa này thôi. Đó, các bạn nguyên cái khóa này. Nhưng mà theo mình đã làm như thế này quen rồi thì mình dùng số 4 và số 10. Tại sao số 4 và số 10? Số 4 thì tức là x nó nhỏ hơn cái ảnh chính, cái ảnh frame là nó 6 đơn vị, còn số 10 là phương y nhỏ hơn là 10%, tức là 6 10 á thì là một con số tỷ lệ nghịch gần gần như tỷ lệ nghịch với cái tỷ lệ 10 16 9 đó các bạn. Tại vì mà